liên quan tới sự cố sập tường khu vui chơi trẻ em trong nhà xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút khuya 12 tháng 5 tại nhà dân kinh doanh ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội khiến 3 trẻ em tử vong. Ủy ban nhân dân xã Ba Trại vừa thông tin thêm về sự việc. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 13 tháng 5, ông Hoàng Văn Chuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Trại, cho biết khu vui chơi xảy ra sự việc thương tâm trên do người dân tự mở trong nhà, ở khu dân cư và không có giấy phép kinh doanh. Theo pháp luật hiện hành, để mở khu vui chơi cho trẻ em, phải có giấy phép kinh doanh và đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh đối với tất cả các dịch vụ liên quan như khu vui chơi giải trí hay bất cứ dịch vụ phục vụ khách hàng nào. Đồng thời, đảm bảo cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị thực sự phù hợp với các loại dịch vụ vui chơi giải trí.